nhất là vài ngày cách đây thì là họ rất là lo lắng, biết là quý vị khán giả có tới xem đâu không, không biết là chương trình có diễn ra thành công hay không. Nhưng mà bây giờ đứng trên sân khấu này thì là họ cảm giác là rất là hạnh phúc. Thành ra cũng là Bước Nhảy đã thành lập từ 15 năm rồi. Riêng Bảo và đối với tất cả những thành viên trong của đoàn Bước Nhảy chưa bao giờ tưởng tượng là sẽ có một chương trình như thế này đối với một nhóm nhảy ở tại Việt Nam. Bây giờ làm được điều này thì bây giờ trong cái này thì họ cảm thấy rất là vui. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả.
nhóm đã giúp tôi được tiếp xúc và học hỏi về việc làm nghệ hơn, từ những gì đã học được tôi phát triển và trải nghiệm hơn nữa. Tôi đã biết được tất cả. Chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật cho anh em. Một tiếng vỗ
Thank you.
Thank you.
Thank you.